Rồi như vậy là dòng mặt top F3 à, cái trần nó chúng ta có thể mượn chính cái sàn ở dưới luôn cũng được cho nó nhanh. Cái sàn ở dưới cái kích thước hình dáng của nó giống y chang ở trên, copy lên trên và chọn là copy à. Rồi và cái vật liệu của cái trần này thì chúng ta có hai cái trần, thì cái này trần thạch cao trước đi. Trần thạch cao nó thì chúng ta lấy cái ô vật liệu mới tinh à, đặt tên là trần thạch cao à, trần thạch cao này chúng ta ốp cho cái sàn này cũng không cần tọa độ hỏa độ đâu, gỡ tọa độ hỏa độ ra. Rồi cái này thì cho nó màu xám màu trắng bình thường thôi, không biết gì hết à, thì cái này là trần thạch cao. Trần thạch cao này thì mặt phẳng front thì mình sẽ gắn vô đây, thì bật bật tiêu điểm lên, bật tiêu điểm lên, sau đó nắm cái điểm này hạ xuống như này trước đi, rồi sau đó mới hạ xuống tiếp, di chuyển xuống dưới tiếp. Đầu tiên là đi trừ 100 cho nó nằm đây đã. Rồi, sau đó xuống dưới tiếp là khoảng trừ 300 nữa là đẹp ha, trừ 300 nữa là đẹp, là nằm ở dưới này là cái thạch cao á, nằm đây. Còn ở trên trên cao nữa thì nó có cái ốp nữa, nhưng mà cũng khỏi khỏi đi, tại vì cái thạch cao này mình cũng không có làm dạng hở mà kín luôn, cho nên nó che luôn rồi thì nhìn vô cũng không thấy ha. Rồi quan trọng nhất là phía trong này nó sẽ có thêm cái lõi đèn để mà bật bật đèn lên nữa ha. Thì bây giờ lõi đèn này chúng ta anh quy đi. Rồi nào, top. Rồi cái trần thạch cao đó nè, vẽ cái lõi đèn, vẽ vẽ cái chụp đèn á, thì bây giờ bên bán mắt vẽ lõi đèn nhanh lắm, thì chúng ta vẽ luôn. Vẽ cái đầu tiên là cái tiếp tube ha, tube thì hình dáng của nó dạng như thế này nè, đường kính ngoài ha, rồi đường kính trong, chiều dày đó, rồi front. Chúng ta giờ lên đó. Cái này chúng ta gắn vô đây thì mất điểm ha, trục y nối điểm này thành lên đây, rồi sau đó chiều cao á, chúng ta hạ xuống nói chung là tầm dưới đây thôi là được rồi đó. Rồi, rồi như vậy chúng ta có được cái phần như này, rồi sau đó tăng sức mình lên cho nó tròn, tăng size cho nó tròn. Rồi sau đó bên trong nó sẽ có cái lõi đèn ha, nó có cái miếng mà phát sáng á, cái mặt mặt đèn á, thì nó là cylinder, để cái cylinder ngay đây ngay giữa. Rồi gắn vào giữa nè, thì không cần chính xác tuyệt đối đâu, để nó lọc bên trong này là được. Rồi phân rồi giờ lên thì nó nằm bên đây là được đó. Cái này cũng không cần chạy lắm, nó vừa vừa thôi, mỏng thôi là được đó. Và nó nằm bên đây à, và perspective Z F3 đó như thế này. Rồi thì giống như những kỳ trước chúng ta làm thì cái này á, chúng ta cũng gắn vào điện tử phát sáng của cho nó à, gọi là ô vật liệu kế tiếp à. Relay MTL là vật liệu từ phát sáng, cái này gọi là cái mặt đèn đi. Cái mặt đèn thì chúng ta sẽ kiểm chọn emit light on backside, cường độ cho nó bằng 2 đi à, rồi gắn vào cái lõi đèn bên trong đó, đó cho nó phát sáng lên đó, như vậy là thành công rồi nha. Còn cái phần bên ngoài này, cái đèn này nhá, thì lấy cái màu trắng, trắng nào cũng được, trắng trời sẽ cây gắn vô sẽ màu trắng thôi là được rồi đó, như vậy là thành công nha. Rồi rồi sẵn tiện thì không như vậy chúng ta ốp hết đi, cuối cùng làm cái lõi đèn sau cùng à, đây, sau cùng. Rồi sau đó nào chúng ta rút lại nhóm, rút chọn rút, rồi chúng ta copy ra làm đặt vị trí đèn này, rồi copy lên cái nữa ha, gọi là expand hai cái, rồi copy tiếp cái này expand. Sau khi lắp hai đèn xong rồi thì đặt camera luôn, đặt camera luôn thì chúng ta sẽ dùng một cái camera, target camera, chúng ta đặt cái view từ đây vô, từ ngoài này vô. Đó là target camera, nhưng mà sau đó
đó chúng ta chọn cái giữa front thì mang nó lên lên trên cao, thì chu kỳ là tầm 1,4 m là ngay tầm mắt con người á, 1,4 m là ngay đây rồi. Đồng thời á, cái này á, mình sẽ dùng cái camera xuyên tường, cho nên chọn cái đầu thu là mình tăng cái ống kính lên. Như vậy là cái ống kính của nó là tầm 20 nè, 20 à, và kiểm chọn cái click manually và cái ni click và pha click. Rồi thì bây giờ cái này chúng ta tăng lên đây 2.000, rồi cái pha click đó 2.000 rồi lên 3.000 xa đây. Đó là cái pha clip, còn cái ni clip á chúng ta có tăng lên 200. Đúng là có nút chỉnh nó tăng giảm á, giống như bên này nè, nhưng mà do cái độ phân giải của máy thầy nó bị mất cái nó hết. 500 ngàn đó, nó là bên trong 800 900 700 đó. Nó chỉ cần vượt qua khỏi căn phòng là thấy được không gian nó rộng rồi. Sau đó chúng ta mới đứng bộ hình chiếu, chúng ta chọn một cái mặt phẳng vừa phân này đi, gọi chữ C, F3 đó, thấy mà trong này là chọn là shape bình thường thôi, và chọn là show shape frame, bấm vào cái này là chọn show shape frame, bật nhãn tăng lên đó. Tức là đối với cái view mà của cái camera này á, là nó quay được thấy trên này nè, thấy cái không gian như thế này nè đó. Thì do mình chỉnh cái này thôi đó, nhìn sai gần nè đó. Nếu mà ống kính nó rộng hơn á thì cái ni clip nó phải vô sâu hơn đó, thì mình thấy nhiều hơn. 2.000 đó, thấy thấy cái phòng nó rộng hơn, nó là nhờ vào cái này nè. Như vậy cái ống kính này là 20 đúng không, chúng ta thành 22 18 18 nó rộng hơn. Nhưng mà cái này ni clip đó, thấy cái phòng nó rộng hơn ha. 14 đó, như vậy nè ha. Nhưng mà nếu mà dùng rộng quá đó, thấy rộng quá đó, thì nó bị biến dạng cái hình đó. Nhưng mình thấy được hợp lý thì mình xài thôi đó, cho thấy được cái toilet như thế này nè, nhưng mà sợ mấy cái đèn nó bị biến dạng nè, nhưng mà thấy cái phòng cũng đỡ rồi, rộng rãi. Tại phòng nói quá mà phòng này nó nhỏ quá, mà nhìn sâu vô trong tí đi, giảm này xuống còn mét. Ok đó, như vậy là tùy theo tình huống chúng ta sẽ sắp xếp. Ví dụ cái này ha, cái hợp lý đúng không, 1 mét đó là hướng nhìn bên này, hướng nhìn vô đó cái camera này. Rồi một cái camera khác nữa chỉnh tiếp, nhưng mà tạm thời như vậy đã. Xin mời lúc mình làm tới đây đi cơ đây. Như vậy là lắp cái trần thạch cao với lại là camera cho thầy. Rồi, thầy luôn phim lại.